shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Qua cho chúng nó lên bảng luôn chứ, đậu xanh. Thằng này hả? Thằng mất dạy này hả? Đứng lại em ơi. Đứng lại em ơi. Cái thằng mất dạy này. Mày chạy à? Mày chạy với anh đấy à? Mày chạy với anh đấy à? Cái đậu xanh này, gục. Thằng này nữa hả? Ok ok, cái đậu xanh này gục. Thằng nào nó vậy? Cắn trộm hơi nhiều rồi nha. Cắn trộm này, vỡ đầu. Ơ Dũng, từ 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 từ, qua cứu này. Ok ok, mấy thằng rơm rơm này. Sao chơi team của mình được? Còn một đứa anh ơi. Đứa nào vậy em ơi? Anh tự clear rồi. Đỡ trận đấu anh hạ rồi mà em. Đấy. Phải không? Team khác hả? Đây anh vừa hạ đứa ở trận đấu này này. Nó này. Máu này anh Dũng này. Let's go nào, lên trên xíu cơ nào. Mình còn chưa bơm phun máu nữa cơ. Bơm phun cái đã tính sao. Let's go. Anh có rồi, mang cho Dũng đi em. Đậu xanh, chưa thấy ai cả, để anh xem em lượm thêm mấy túi máu coi, chỗ này cũng nhiều máu đấy. Giảm thanh luôn, chất lượng nhờ. Ngon. Để qua cái căn nhà Doraemon này coi anh em ơi. Mình vừa thấy túi máu ở trên, bây giờ qua lên lượm thôi. Ủa? Thêm đạn tử liên này, ngon. À đây đây đây, có thể bắn nhau này. Chỗ này có P90 các bạn nhá, good game luôn. Đâu em ơi, hầm bao nhiêu? Nó chạy rồi anh. Mãi ngoài đấy hả? Ok ok. Chúng nó chạy rồi thì thôi. Lên đồi lút, lên cổng trời anh. Ok ok, mọi người lên cổng trời nhá. Ngủ thôi anh ơi, úi dồi ôi em ơi. Anh còn phải like mà ngủ gì giờ này em ơi. Mấy giờ? 10 giờ. Nay chắc là mình like hơn 11 giờ xíu mình ọp nhá anh em nhá. Để có đây xem. Có nấm này. Ăn tạm cái nấm 2 củ. Lấy EP thôi anh em ơi, là chính thôi. Trên này có ai không ta? Không có ai mọi người ạ. Đùa chứ. Cái gì cũng có. Không có giáp này. Qua phía trước màn để coi xem thế nào anh em này. Chỗ này có gì đây? Hộp P40 này, ngon. Bao lâu 3 bên đây này anh ơi. Bao lâu 3 anh có rồi. Anh Dũng. Dũng có chưa kìa. Đấy, nghe nhà anh. Đây này, bắt lưu ba này, Dũng này, qua đây mày lấy này. Có chưa, có chưa? Thế thì qua mày lấy. Lấy con này các bạn ơi. Đang ở trong UV rồi nhưng mà có phát hiện ra cái địch đâu. Các bạn không có để mà phát hiện cơ. Chắc chắn hết rồi. Bên này có hầm xa này, ui. Có mấy cái đồ vớ vẩn cũng được. Mũ 2 chưa có trên nhà này. Đứa nào cái mì này. Rồi mì linh tăng tinh nhở. Gắt phết nhở. Ok đấy con ạ mọi người. Ai nếu mà tính thì bây giờ còn lại một nửa số lượng người chơi nữa còn lại trong bài đấu nha anh em.
Cố gắng khô máu là kiếm tốt thôi, đơn giản mà. Top 1 không khó, thế hàng top 2 mới khó nhỉ? Yeah. Thì thế em. Hợp lý. Giống quả lúc nãy kiểu anh chơi đùa thế nào chứ mọi hôm toàn chê cho nó bảo là tự xây mồ chôn mình. Hôm nay mình tự xây mồ chôn mình luôn. Hay quá nhở. Hợp lý. Mọi người chơi ai chưa? À bên này, bên này. Phía trường học nha. Trường học em ơi. Đó là trong nhà thôi, anh không biết có mấy đứa nhưng mà chắc là một thôi. Thấy chưa, là bắn số 4 này. Thằng này, cơ mở số 10 hả? Thôi xong. Mở số 10 à? Xong luôn thằng bé. Trông thường thế nhở. 4 thằng, 4 người lao vào lao một thằng. Hợp lý ấy. Bắn nó bắn thế ai? Mới bảo là trông thường thế là bắn số 4. Bắn Long còn bắn ai nữa? Đâu, bắn em đâu. Long ngoan mà, ai bắn đâu. Ai nãy thấy hệ ký hiệu mà. Là bắn thành công không bắn em đâu. Cái gì đây? Anh sĩ có phải huyền thoại đâu, anh toàn chơi danh kim cương. Đây em này, anh toàn chơi danh bạch kim này, em này hôm nay xuống cả vàng này. Thật ra thì game này mới reset danh mà. Em bắn mở 79 cho. Nên là lại phải cày lại này. Cày sắp bên lên được bạch kim rồi anh em ơi. Mà hình như là vàng của 5 cấp đến tận vàng 5 cơ. Mà anh đang ở vàng 4 này, cày hơi mệt đấy. Mai, chắc mai mới lên được bạch kim anh em ạ. Đâu vậy? Bông keo 300. Bông keo 300 hả? Chưa thấy gì đâu. Bông keo nổ chưa? À đây rồi, đang chạy này. Đang chạy này, thằng bé này. Chạy hải mày. Ok, nốc rồi nhé. Úi dồi ôi này. Tên bản đấy em ơi. Đứa nào vậy? Bông keo luôn bên phải. Bên phải đây hả? 15 hả? Dũng lên bảng rồi à? À đây, thấy rồi. Ngay phía 15 nhá. Dũng ơi, sao lại lên bảng thế Dũng ơi? Bố đích này. Ui đừng. Gắt. 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 Dựng bông keo mà chưa được này. Nó xé bông keo lên cơ anh em ơi. Dã man đa quần máu. Vãi. Đùa. Căn đấy nhở. Tìm khác này. Ok ok, bình tĩnh đi. Anh qua cứu được không? Ở đây, thế rồi. Được anh. Thế rồi, cái đậu xanh này. Gắt. Tin nào đấy nhở? Qua cứu công thì được này. Cứu công được, cứu công được. Không cứu được anh ơi. Cứu công được. Cứu anh thấy rồi, anh thấy rồi. Sau. Anh thấy rồi, yên tâm. Bỏ đi, bỏ đi. Cứu được. Chạy. Cứu được em ơi. Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này có giảm thanh mà em. Hay lắm. Ở sau cái công em. Ok ok. Vòng lại đi. Chạy vào lại phía sau đi, móc cho nó. Hợp lý. Nghe bóng kêu có thằng này. Để bóng kêu trước mặt anh. Nó thằng đấy vừa bị team khác hạ rồi. Hòm sắt đây này. Em bắn cái thằng đang bắn hai thằng ở bên chỗ trường ngọc, xong thằng đằng sau nó móc. Hay biết rồi, làm quả đông dã man. Ơ đổ lộn súng. Em chạy đây. Chạy gì em? Nhưng mà từ từ đã, anh lượm đồ đã. Dưới sửa nghe xin. Công bên sai. Thế rồi. Thế mới keo rồi, ok ok. Anh xin còn máu vứt cho thằng công 2 bình kìa. Anh còn 2 này. Công không có máu hả? Đây em ơi. Thanh niên ngồi không biết làm gì. Này máu đấy. Chạy à? Mày chạy hả mày? Ui. Auto chảo. Auto chảo này. Có mua ra xấy đá phết em ơi. Chỗ này mình đang còn người nhá. Gắt gắt gắt. Ok ok, thế rồi. Qua lạm sát thằng kia cái đã. Kiếm túi máu đi. Đang hết máu rồi mày, không còn tí máu nào. Chắc là có đấy. Chắc không có máu. Đây rồi. Máu đây, chưa máu đâu nữa nhở. Có 3 tí máu này, chết cho công là bơm full rồi này. Công ơi. Để máu bơm này em ơi. Cho full đi. Trong nhà này, một đứa đang ngồi này. Cái đậu xanh này. Vượt nó đấy xong. À đủ gắt. Anh đi móc. Anh đi móc. Đứng ngay cửa đây. Anh biết rồi, anh đi móc. Cửa đây trái. Cú móc cú, mỗi người một hướng. Mỗi người một hướng hay lắm. Được. Good game. Hay lắm. Gắt 18 cộng luôn. Ghê. Yeah. Nghe từng chân. Nghe cẩn thận không?
không lẫn tiếng trên đỉnh thì có mặt xanh mộ. Nhiều khi rút đồ không để ý à? Có giảm thanh mà em à. Nếu mà đi bắn bình thường thì ok, có lẽ ăn được. Bình tĩnh đi, biết rồi. Đang rút đồ không ạ? Ai chợt nghe thấy tiếng xe. Đây này, các bạn là đang thiếu đồ nhiều. 7 túi máu này. Đồ ngon mới chợt được cho nó này. Có ai bên này có giảm thanh này em ơi. Qua đây cốt cái giảm thanh vào anh em mình đi cắn trộm. Đến giờ cắn trộm rồi em ơi. Đi thôi mọi người. Không biết là bó thuốc ở đâu đây. Để anh coi xem thế nào. Đây, bo đang thu lại rồi này. À đây, check cái này biết liền. Ở đây biết ngay mà. Xưởng này đứng mấy chỗ thùng là ok nhất. Nhưng mà thôi kệ đi. Quay lại khu dự cư một xíu này đi săn mạ đã. Xong tí chạy lại xưởng sau. Nhân phẩm. Không, anh vào nhà kịp em ơi, không sao. Tần này anh vào nhà kịp. Không việc gì cả đâu em ạ. Anh ăn ở bốt, cứ đứng ngoài sợ gì. Thôi, chứ nhớ làm gì em. Đang đi tìm cho nó để hạ đấy này. Còn 6 này, 2 team nữa. Rồi xong. Anh sát không? Tông 1. Tầm này là còn 5 mà. Đứa nào có xe này. À, xe xịn luôn cả gác. Tính tính nào. Thế nó rồi. Cái gác nó xuống anh. Nó xuống nhìn thấy ai vậy? Chắc nhìn thấy công à? Không phải nhìn anh đâu. Biết rồi. Nhà đá. Bình tĩnh đi em. Đang còn người mà thằng này đi lẻ thôi, có một mình nó thôi. Nên cứ bình tĩnh à. Ôi dồi, có gì trên nhà đá có đồng bựa nó. Anh không biết đấy cơ, hên xui. Qua công luôn anh ạ. Thôi, qua thằng này không được. Công nhà hợp lý. Chưa em ơi, chưa hợp lý đâu, thấy chưa? Giao tranh. Hai team giao tranh. Có luôn. Hai đứa bắn chơi thôi em ơi. Hai đứa cũng một team đấy. Thấy chưa? Em thấy im lặng chưa? Chúng nó bắn chơi thôi. Kìa, thấy chưa? Nó chạy này. Chạy này em ơi. Chạy này. Dụng. Lên bảng đi. Lên bảng. Đúng. Còn đứa đó. Em biết rồi. Cứ bình tĩnh đi. Đang ngồi cửa này. Hay lắm. Chờ cho nó bò thêm đi. Súng điện á? What the hell, súng điện á? Ngáo à, súng điện à. Bo thu này chạy đi em ơi. Rồi chạy đi. Tìm khác, để qua. Cái đậu xanh này, ui, cái bé chết bo. Thương dã man nhở. Cái đậu xanh này, ui, hay lắm được. Hay lắm công ê, được. Thằng quần đeo quần máu đi em ơi. Hành trình top 1 đến rồi em ơi, còn máu full như cái đã. Cẩn thận nhá. Nóng 2, trang bị vào này. Anh quất luôn cả nóng 3 vào rồi em ơi. Let's go, tìm thằng cuối. Trốn đâu hẻm ơi. Anh xem chú trốn ở đâu nhá. Đi trốn đi không ơi, check à. Nhà đêm gì có. Trận này không top 1 nữa các bạn nghỉ game. Thôi anh em đừng nói thế. Thật, trận này không top 1 anh nghỉ game thật em ạ. Thề luôn. Anh không bao giờ nói điêu. Nhá, trận này không top 1 anh nghỉ game luôn. Hôm nay off stream tại đây luôn. Đấy anh em yên tâm. Đấy, tôi một khi mà đã nói như vậy thì anh em cứ phải đảm bảo là cái độ chém gió của mình. Ơ nhưng mà thật, nói thật. Trận này không top 1 anh nghỉ game luôn, nghỉ sớm luôn. Thế nó rồi. Đấy, anh bảo rồi mà. Quậy thôi nhờ, công nhờ. Không có top 1 nghỉ game em mà. Anh nói đâu có sai nhờ. Ten ten. Anh mà nói sai ngày mai nói lại nhờ. Ten ten. Yes. Như vậy, trận này chúng ta đã có được mấy đây? Mình có 6 kill top 1.
ngon luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.